Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là chương trình Aerobe nhận 1.000 cái token có ký hiệu là XPC. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và nhận token nhé các bạn. Đầu tiên các bạn điền đầy đủ thông tin vào này: first name, last name, email, mật khẩu. Nhập lại mật khẩu. Sau đó các bạn tích vào điều khoản và các bạn nhập cái phép tính của nó vào 24 này. Ok, các bạn nhấn sign up. Ok, thì các bạn nó sẽ yêu cầu chúng ta check email của chúng ta. Các bạn check cái email đã đăng ký nhá. Check email đăng ký thì các bạn sẽ nhận được cái đường link xác nhận. Các bạn nhấn vào verify your email của các bạn. Ok, sau đây các bạn có thể đăng nhập vào luôn. Login này. Đấy, các bạn nhập email, nhập mật khẩu. Sau đó các bạn tích vào. Sau đó các bạn nhấn login. Ok, thì nó sẽ ra cái phần dashboard và cái nhiệm vụ của chúng ta để có thể nhận 1.000 token từ chương trình Aerobe của thằng này là: thứ nhất là zone vào nhóm Telegram. Ok, chúng ta zone vào. Ở đây thì mình sẽ out ra một vài group, quá nhiều group cho một cái tài khoản. Thế nên là sẽ bị quá tải. Ok, mình sẽ zone vào. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ zone our Facebook Messenger. Ok. Sau đây các bạn hoàn thiện KYC và complete do KYC. Chúng ta sẽ phải hoàn thành cái bước KYC để các bạn nhấn click vào process. Đây thì chúng ta sẽ nhập các cái thông tin và điền hình ảnh của chúng ta này. Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin thì các bạn nhấn submit detail để có thể hoàn thành nhá. Ở đây thì các bạn chỉ cần chụp một mặt thôi và điền đúng các cái thông tin mà trong cái tài liệu các bạn upload lên. Đấy, ở đây các bạn chọn select để chọn cái hình ảnh các bạn upload lên nhé. Sau đó các bạn tích vào đây, các bạn nhấn submit detail. Các bạn nhấn submit detail và các bạn nhấn confirm để xác minh thì nó sẽ hoàn thành cái các bước xác minh của chúng ta trong vòng 72 giờ. Và khi mà hoàn thành xong thì các bạn sẽ có thể nhận được cái chương trình Aerobe thằng này là 1.000 token. Ngoài ra thì các bạn có thể copy đường link giới thiệu này, giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận thêm. Mỗi một lần giới thiệu như vậy thì chúng ta sẽ nhận được 500 token nữa. Đấy, những gì thắc mắc không hiểu thì bạn có thể comment ở phía dưới của video nhé, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền.